mọi người, thì mình là bé Quỳnh FF đây. Hôm nay Quỳnh lại tiếp tục tạo cho mọi người một cái event chơi nha. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu nhân vật xuất hiện trong bộ phim này? Bạn nào mà trả lời đúng sẽ được Quỳnh kết bạn và tặng quà. Đặc biệt nhớ phải xem hết video nha mọi người. Trước khi vào video, mình muốn giới thiệu cho mọi người một tựa game có tên là Honkai Star Rail của nhà phát hành Horrorverse. Game vinh dự nhận được giải game hay nhất năm 2023 trên Google Play và App Store. Đồng thời nhận được giải game mobile hay nhất The Game Awards 2023. Honkai Star Rail là game RPG miễn phí đa nền tảng, có thể trải nghiệm trên PC, PS5 và thiết bị di động. Đây là sản phẩm hot trên toàn thế giới, đã ra mắt gần 1 năm, vượt qua mốc 100 triệu lượt tải về. Và phiên bản 2.1 lần này cũng là phiên bản mừng kỷ niệm 1 năm ra mắt của Honkai Star Rail. Phiên bản 2.1 của Honkai Star Rail có tên gọi là Lao về phía vực sâu. Có rất nhiều thứ mới như là cờ hành trình vũ trụ, sự kiện mới của phiên bản kỷ niệm. Người chơi sẽ nhận được số lần đổ xúc sắc sau khi đăng nhập mỗi ngày. Dùng xúc sắc di chuyển trên bàn cờ, có thể kích hoạt hiệu ứng ô khác nhau trên bàn cờ. Đồng thời còn nhận được cơ hội rút thưởng cũng như phần thưởng đặc biệt. Hay là giai thoại trong ly, đây là sự kiện mới của phiên bản kỷ niệm. Người chơi có thể biết đến quán bar, lắng nghe yêu cầu của quái vật và pha chế đồ uống cho chúng. Nhân vật mới chúng ta có Akron. Đây là một cô gái mạnh mẽ lạnh lùng, ít nói, thâm sâu khó lường. Cô là một người lang thang khắp vũ trụ, thân phận của cô là một ẩn số. Cô ấy nhìn được bản chất của thế giới nhưng vẫn giữ được sự lương thiện trong tâm hồn. Akron là nhân vật hư vô thuộc tính lôi, có khả năng dồn sát thương vô cùng cao. Nhân vật mới thứ hai có tên gọi là Aveturin. Với ngoại hình vô cùng sang trọng, chi tiêu hào phóng, anh ấy là một tay cờ bạc với phong cách đầu tư táo bạo, sẵn sàng đánh cược ngay cả khi chỉ có một chút cơ hội. Ngoài ra đây còn là nhân vật bảo hộ thuộc tính số ảo, có thể cộng dồn nhiều lần khiêm nhón cho đồng đội của mình. Trong phiên bản 2.1 sẽ có nhiều cách chơi mới cho bạn đến trải nghiệm, như game đua xe 2D, sự kiện chiến đấu Overtime. Và còn có nhân vật mới 4 sao Galagor sẽ ra mắt cho người chơi. Đây là một nhân vật trù phú thuộc tính hỏa. Ngoài ra thì các nhân vật nổi tiếng Lucha và Ying Liu sẽ quay trở lại trong phiên bản 2.1 này. Đăng nhập 7 ngày sẽ có thể nhận ngay 20 vé tinh cầu đặc biệt miễn phí và có thể dùng chúng rút Akron và Aveturin. Bạn có thể nhận được 1.600 ánh ngọc sao qua thư. Và để kỷ niệm Honkai Star Rail ra mắt được 1 năm, Honkai Star Rail đã tổ chức triển lãm online kỷ niệm. Và bạn có thể trải nghiệm được rất nhiều thứ mà không cần rời khỏi nhà. Có rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Link trải nghiệm mình sẽ để dưới phần mô tả. Và nếu bạn có thể tham gia buổi triển lãm Upline Ion Mall Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì lại càng tuyệt vời. Thời gian sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Tham gia sự kiện, các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà vô cùng dễ thương như kẹp tóc tàu trưởng, kẹp sách nhân vật mới, thẻ nhân vật game và rất nhiều phần quà khác. Và dưới đây sẽ là hai mã đổi quà để có thể đổi được 50 ngọc ánh sao trong game. Mọi người hãy tải Honkai Star Rail để có thể trải nghiệm tựa game nhé. Còn giờ thì vào phim thôi nào mọi người ơi. Kể ra cũng hơn một tuần rồi mình mới on lại game nhỉ. Úi, chị Quỳnh đây rồi. Bữa giờ chị đi đâu mà không on game vậy ạ? À, chị bận ôn thi. Mà giờ thi xong rồi chị mới on lại game được nè. Đúng là không nên tin mấy lời đồn mà. Sao thế em? Mọi người nói gì về chị à? Dạ, mấy bạn cứ nói chị nghỉ game luôn rồi, làm em hết cả hồn luôn ạ. Chị mà ợp thật thì sao nhỉ? Thôi đừng mà chị ơi, chị mà ợp game tụi em nhớ chị muốn xỉu luôn đấy. Chị giỡn thôi mà. Mà tí nữa chị có livestream không ạ? Để chị xem đã nhá. Chị like đi ạ, mọi người ai cũng đang hóng chị lắm đó, tại vì ập bữa giờ mà. Thôi được rồi, 10 phút nữa chị like, nhớ hẹn đội nhắc chị nhá. Vâng chị, em phải đi báo cho mấy bạn fan biết mới được, chắc các bạn đó vui lắm á. Để chuẩn bị cho buổi livestream, trước tiên mình phải đi luyện kỹ năng xíu mới được. Mình nhớ trước kia, hồi mình mới chơi con game này, mình luôn ao ước được nhiều người biết tới. Cũng nhờ vào sự cố gắng và được mọi người ủng hộ nên mình mới có được như ngày hôm nay. Nếu như trước kia mình ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ thì giờ cũng không có cái tên Quỳnh FF rồi. Chuyện là bố mẹ mình, mà bố mẹ nào cũng như vậy thôi, khi thấy con mình chơi game đều không thích, bởi họ lo cho con mình, sợ con mình nghiện game không tập trung vào việc học. Nhưng mà Quỳnh đã chứng minh cho bố mẹ thấy con chơi game nhưng con vẫn học giỏi, thế nên là bố mẹ mình cũng buông thả, không ngăn cấm mình nữa. Chị Quỳnh, đến giờ like rồi ạ. À, em hẹn đội chị nãy giờ mà không thấy chị ra. Ủa vậy hả? Chị mải bắn quá không để ý. Đợi chị bắn nốt mạng này rồi chị ra nha. Vâng ạ, chị cứ bắn nốt đi ạ. Ok rồi nè, để giờ chị bật like nhá. Mà chị tin tưởng lắm mấy đứa trước kiểm duyệt viên cho em. Nhớ làm tốt nha. Vâng ạ, ai spam comment bậy bạ là em ra ra đảo hết ạ. Tốt lắm. Mà chị cứ yên tâm đi, chứ giờ những người xem chỉ toàn là những người yêu quý chị thôi, làm gì có anti fan đâu ạ. Thôi được rồi, chị ra bật like không lại muộn mất. Xin chào mọi người, cũng lâu rồi Quỳnh không like rồi nhỉ, mọi người có nhớ Quỳnh không?
Trời, mọi người ai cũng nhớ luôn sao? Thật hay đùa vậy. Thôi được rồi, hôm nay Quỳnh có một trận đấu với tem của một idol cũng khá là nổi tiếng. Không biết mọi người có muốn xem không nhỉ? Không để mọi người chờ lâu nữa, giờ chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu đầu tiên nha. Mọi người cùng đoán xem tem nào sẽ giành chiến thắng nhỉ? Ủa, gì đấy? Quỳnh FF bắn gà, kiểu gì cũng gánh nặng cho tem. Sao bạn đấy lại comment như thế được nhỉ? Mà thôi kệ đi, chắc bạn đấy đang cố tình nói vậy để cho mình có động lực bắn đi mà. Team bên anh Đức bom toàn bot không à? Chốt nhẹ 8-0 luôn. Đúng rồi đấy, team non như cái lốp xe, team mình ăn chắc. Thôi nào hai đứa, chưa bắn mà đã gáy to như thế rồi. Phải gáy to để có động lực chứ chị Quỳnh. Ồ, vậy thì cứ gáy tiếp đi, chị ủng hộ. Chị Quỳnh ơi, qua đây bắn đi, bọn mình thua là mỗi người mất 100k đó. Đây đây, chị đang qua nè. Tại chị mải đọc comment của mọi người quá nên không để ý. Ủa, chị đang livestream hả? Ừ, đúng rồi, chị đang live mà. Vậy thì chúng ta càng phải cố gắng bắn thắng, chứ thua trên live là quê lắm luôn á. Đúng rồi, cố lên nào mọi người ơi. Chị Quỳnh ơi, có đứa comment chửi chị kìa. Ủa vậy hả? Đâu, sao chị không thấy? Nó nói chị di chuyển như con bot, tắt mẹ like đi. Kiểu này chắc là anti-fan nên mày nói chị như thế rồi. Đúng vậy, mà chị Quỳnh bắn cũng hay mà. Sao lại nói chị Quỳnh bắn như con bot nhở? Thì nó ghét chị Quỳnh, nó thích nói gì chả được. Thật ra là cái nghề này, người yêu quý, người ghét là chuyện bình thường. Nên là thôi kệ đi, chúng mình cứ tập trung vào bắn, không cần phải quan tâm đâu. Nó lại comment tiếp kìa chị, nó bảo chị bắn gì mà toàn vào giáp, nó hơn cả cái lốp xe. Trời ạ, à, chẳng qua chị Quỳnh đang bắn chắc, nên không muốn bắn đầu thôi. Công nhận, đúng là cái thằng trẻ trâu. Mình livestream giải trí thôi, bạn gì đó mà cảm thấy không thích thì bạn có thể không xem và chặn mình mà. Mà fan chị Quỳnh chất lượng thật đấy, động viên chị Quỳnh một đống kìa. Fan đông mà, nhưng tự dưng đâu ra cái thằng ghét chị Quỳnh không có lý do nữa. Nó thách thức chị Quỳnh bắn phun đỏ kìa chị Quỳnh. Được thôi, nhìn nè, tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi nhá. Rồi, đã vừa lòng chưa, bạn gì đó ơi, bạn đó tên gì nhỉ? Phước Lộc đúng không? Đúng rồi ấy chị, tên đẹp mà cái nét không hơn nổi. Chị Quỳnh, kiểm duyên viên của chị đâu, sao không chặn luôn cái thằng comment bậy bạ đó đi? Chị cũng không biết nữa, nãy chị có dặn bé rồi, mà giờ không thấy gì luôn. Thanh niên kia vẫn tiếp tục chửi chị kìa chị Quỳnh. Mệt mỏi ghê. Xong trận này Quỳnh xin tắt like nha mọi người. Đó, em bảo rồi mà, mấy con bot đi mà, chị em mình đã bắn là phải thắng. Ê, chính ra bên kia toàn người bắn hay, nhưng mà bọn mình còn bắn hay hơn. Lụm tiền thôi mấy đứa. Chị Quỳnh bắn ghê vãi, 12 kill luôn kìa. Quá là đỉnh luôn. Mấy đứa chơi đi nhá, chị ra giải quyết chuyện này đã. Ok chị. Chị cứ ra đi ạ. Em, chị giao chức kiểm duyệt viên cho em, sao em không chặn cái tên đó đi? Nãy giờ nó spam hoài, em không thấy hả? Em có chặn mà, nhưng mà nó lại lập nick khác vô comment tiếp đó chị. Ủa, vậy luôn hả? Hắn ta rảnh ghê á. Nãy giờ em phải chặn gần 10 cái ạc rồi, bất lực thực sự luôn chị ạ, em không biết phải làm sao nữa. Nếu thế chị đành phải tắt like vậy. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem like ủng hộ Quỳnh nha. Chị ơi đừng tắt mà, mọi người vẫn muốn xem chị tiếp đó. Ai cũng hỏi chị, chỉ có một cái tên Phước Lộc kia là nó phá chị thôi. Chị xem mấy bạn comment kìa. Thôi được rồi, vậy để chị kiếm cách giải quyết chuyện này đã nha. Thật ra là cũng bởi mọi người yêu thương Quỳnh nên Quỳnh sẽ không tắt like nữa. Giờ cái tên Phước Lộc gì đó, muốn gì thì lên like giải quyết luôn nè. Kết bạn với tôi rồi tôi sẽ nói. Ok được thôi. Mọi người đợi Quỳnh xíu nha. Giải quyết xong chuyện này Quỳnh sẽ giao lưu với mọi người. Phước Lộc GM, để mình xem nào. Nhìn cũng đâu đến nỗi, tại sao cứ phải đi gây sự mới chịu được nhở? Mình kết bạn rồi đấy, bạn vô chấp nhận đi. Đâu rồi ta? À đây rồi. Chào idol của DFF nha. À mình không dám ạ, mình không phải idol đâu cậu. Idol của mấy bọn chị châu đấy thôi. Nè, nói gì thì nói, chứ tôi cấm cậu nói fan của tôi như vậy nhá. Ghê chưa kìa. Nào, nãy giờ cậu liên tục phá tôi, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi hả? Muốn gì là muốn gì, tôi không thích cô nên tôi nói vậy thôi, có gì sai à? Thôi được rồi, thế giờ tôi phải làm gì để cậu không phá tôi nữa? Thì đơn giản thôi, giờ solo với tôi, nếu cô thắng tôi thì tôi sẽ gửi đi, không làm phiền cô nữa. Còn nếu tôi thắng thì cô phải nghe lời tôi trong vòng một tuần. Chuyện này... Mọi người ơi, Quỳnh có nên chơi không mọi người? Tụi fan cô nó comment có kìa, idol gì mà nhát gan thế, không dám solo luôn sao? Ok, chuyện đã đến nước này rồi, tôi không solo cũng không được. Vậy là cô chấp nhận chơi kèo đúng không? Để tôi ra tạo phòng. Ok, cậu ra tạo đi. Được, nè mấy đứa fan của Quỳnh FM, chuẩn bị xem idol của tụi mày hô đi nha. Mọi người cứ yên tâm, mặc dù đây là trận solo cũng khá là chênh lệch, bởi cậu ta gạ cào Quỳnh, chắc chắn kỹ năng cũng không tầm thường. Nhưng mà Quỳnh sẽ cố gắng hết sức,
cho dù thắng hay thua, mọi người cũng đừng quay lưng với Quỳnh nha. Nào, sẵn sàng chưa? Để tôi còn vào nào. Rồi, vào đi, tôi sẵn sàng rồi. Đâu rồi ta? Hắn ta chạy đường nào ý nhở? Chị Quỳnh ơi, cố gắng bắn thắng nha. Ok, chị biết rồi. À đây, thì ra là móc đường sau mình. Này, thì dám coi thường mình này. Em tin chị Quỳnh sẽ thắng. Ồ, chị cảm ơn nha. Nhưng mà thắng hay thua xong trận này mới biết được. Chị Quỳnh bắn như hack. Ơ này, chị không có hack đâu nha. Mọi người ơi, Quỳnh xin phép không đọc comment nữa nha. Để Quỳnh tập trung vô bắn. Tí Quỳnh trả lời mọi người sau nhá. Giống như bao câu thôi mà. Chúng ta quen nhau lâu rồi. 4-0 rồi mọi người ơi. Tuyệt quá trời. Không ngờ mình lại bắn được như vậy luôn á. Thôi không gáy nữa. Nhớ đâu tí lại bị lật kèo. Là đội mấy cái quần cũng không hết quê luôn đó. Ván cuối mọi người ơi, tập trung nào. Ui, thắng rồi mọi người ơi. Cậu ta đâu rồi nhỉ? Để Quỳnh thử xin vô xem cậu ta sẽ nói gì. Giờ cậu thua rồi đó nhá. Hơn 1.000 người đã chứng kiến. Cậu còn gì để nói nữa không? Thì nhìn chơi like bắn gà, mà solo với tôi bắn ghế nhở. Ok, tôi biết rồi, coi như này cô hơn đi. Ủa? Vậy là vẫn chưa công nhận kỹ năng của tôi luôn sao? Mà thôi, tôi cũng không quan tâm nữa. Dù gì cậu cũng thua rồi, nên cứ như kèo mà làm đi nhá. Còn giờ thì bye, hẹn không gặp lại. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Chắc hẳn mọi người đang mong chờ giây phút này lắm nhỉ. Ngay bây giờ, Quỳnh sẽ mở tem code cho mọi người vào giao lưu với Quỳnh nha. Mọi người nhập mã tem code này vào để vào chơi với Quỳnh nhá. Để Quỳnh xem ai sẽ là người vô nhanh nhất nào. Mấy bạn này nhanh dữ ta. Ủa mà khoan đã, sao lại có cái tên Phất Lộc này vô tem code làm gì vậy? Tôi vô đây chơi không được à? Chị Quỳnh ơi, đừng cho cái thằng này chơi, nó nãy chửi chị nhiều lắm. Chê chị Quỳnh rồi, này còn bắn thua chị Quỳnh nữa. Ôi con xong quê. Thấy gì chưa, fan của tôi không muốn cho cậu chơi chung. Vậy nên mời cậu ra cho trước khi tôi kích. Kìa, ra đi kìa, những slot cho bạn khác chơi chứ. Anti fan chị Quỳnh không được đứng ở đây đâu. Trẻ châu vái à, đúng là fan của NFF có khé. Nè, không biết ai trẻ châu đâu nhá. Trước khi nói người khác thì xem lại mình đi. Tôi hơi bị chứng hành đấy nhá, xem cái gì mà xem. Kích luôn cho đỡ nói nhiều. Hay lắm chị Quỳnh. Ok, đủ 3 slot rồi, chúng ta vô trận chơi nha. Dạ, vâng chị. Không ai mở mic nói chuyện với chị à? Dạ, có em nè chị, nay vui quá được chơi với chị. Bữa giờ xem live vào của chị nhưng chả lần nào vô được cả, nay hên quá trời. Công nhận cũng hên thật đấy. Thế xem chị từ hồi nào, lâu chưa? Lâu lắm rồi chị, em fan chị tận 20 năm rồi cơ. Chị lại mày luôn đấy, năm nay chị mày có 19 tuổi mà mày fan chị 20 năm liền rồi. Làm fan chị mày từ lúc chị mày còn trong bụng mẹ luôn hả? Em đùa xíu thôi, nhưng thật ra mà nói thì em cũng xem chị 3-4 năm nay rồi. Ừ, thế chị mày còn nghe được. Lần đầu tiên em thấy một idol thân thiện như chị luôn á. Đó là em chưa biết thôi, chứ những người khác họ cũng thân thiện lắm luôn đó. Không có đâu chị ạ, em thấy một số idol khác họ chảnh lắm, không giao lưu chơi game cùng như chị đâu. Vậy luôn. Chị vừa bắn hay, vừa dễ thương, em tự tin fan chị suốt đời luôn. Ghê chưa kìa, nói thì dễ lắm, quan trọng có làm được không thôi. Em tự tin làm được nhé, chị Quỳnh em. Uầy, nãy giờ Quỳnh live stream hẳn 2 tiếng rồi sao mọi người? Mấy giờ rồi ta? 10 giờ rồi, mà sao mọi người vẫn xem đông vậy á? Em xem đến khi nào chị tắt like thì thôi. Trời ạ, vậy không được rồi. Thế thôi, giờ Quỳnh tắt like nha mọi người. Hẹn mọi người vào ngày gần nhất nha. Quỳnh cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Nãy giờ chị like chắc mệt lắm đúng không ạ? Chị nghỉ sớm đi nha chị. Chị biết rồi nè. Em xin lỗi vì nay làm chưa tốt nhiệm vụ của mình ạ. Trời ạ, không có sao đâu bé ơi. Như vậy là tốt rồi nè. Mà ngày mai chị có like tiếp không chị? Để chị xem đã, nếu chị rảnh chị sẽ like. Mà thôi, giờ chị có việc bận xíu. Bye bye em nha. Vâng ạ, bye bye chị. Nhớ trước kia, đây là nơi kết thúc một mối tình của mình. Lúc đó mình vẫn còn non nớt, trẻ con thật. Nhưng cũng chính vì thế, mình mới có được như ngày hôm nay. Anh ơi, mấy nay anh bận gì vậy á? Em gọi điện nhắn tin cho anh mà anh không trả lời là sao? Tôi còn bận công việc, chứ đâu có rảnh để nói chuyện với cô hả? Ơ kìa anh quên mất em là người yêu của anh rồi sao?
Thầy có quên tôi là ai rồi hả? Tôi là idol nổi tiếng đấy. Anh nói vậy là có ý gì? Ý gì hả? Ý là tôi muốn chia tay cô ngay từ bây giờ, ngay từ giây phút này. Anh đang đùa em đúng không? Em biết mà. Cô đang giả vờ ngốc đó hả? Trước giờ tôi đâu có đùa cô cái gì đâu. Này anh bị làm sao vậy? Mấy hôm trước anh vẫn còn bình thường với em mà. Đó là chuyện mấy hôm trước, còn giờ thì cứ như vậy nhá, tạm biệt. Không, không thể như thế được. Đang yêu thương nhau như vậy, chả có lý do nào mà anh ấy lại đổi ý nhanh như vậy được cả. Anh, em muốn anh giải thích chuyện này rõ ràng, em không chấp nhận chia tay đâu. Cô có thôi đi không hả? Nói thế rồi mà vẫn không hiểu sao. Tách ra nhảy chỗ khác đi, nhảy theo tôi làm cái gì hả? Nhưng mà em muốn nhảy cùng anh cơ. Tôi nói rồi, không phải cái gì cô muốn là cũng có được đâu nhá. Bây giờ tôi khác xưa rồi, không dễ dàng như trước đâu. Em hỏi thật, anh hết thương em thật rồi sao? Giờ cô nói đi, cô có cái gì đáng để tôi yêu thương cô nữa hả? Em có sự chân thành, yêu thương anh bữa giờ, anh không thấy hả? Thôi thôi, cái đó tôi tìm ngoài kia không có thiếu. Giờ tôi là idol nổi tiếng, không thiếu gì mấy em theo đuổi nhá. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Cô nhìn lại cô xem, cô chỉ là con nhà quê, chả ai biết đến cô cả. Cô nghĩ cô đủ tầm để yêu tôi sao? Đúng là cái đồ ảo tưởng. Thì ra là vậy, thì ra anh có tất cả rồi, anh đá tôi sang một bên chứ gì? Đúng đúng, cô tự dưng thông minh ra rồi đấy. Nhưng mà anh quên, ai là người bên cạnh động viên anh, giúp đỡ anh, nên anh mới có được những ngày hôm nay sao? Cô nói chuyện nực cười thật đấy. Cô cứ làm như nhờ có cô nên tôi mới nổi tiếng như ngày hôm nay ý nhở? Ý em không phải là như vậy. Nào, cô còn thắc mắc gì nữa không? Để tôi giải đáp nốt cho. Giờ em cũng không biết phải làm sao để giữ anh ở lại với em nữa. Dễ thôi, bao giờ cô nổi tiếng như tôi thì khi đó có được tôi. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, nên nhớ là như vậy. Chứ tôi không thể yêu một người tầm thường như cô được. Được, em sẽ cố gắng để trở thành người nổi tiếng cho anh xem. Cô muốn nổi tiếng sao? Cô nghĩ dễ hả? Thật là lực cười mà. Hãy để thời gian trả lời, anh cứ đợi đi. Đợi cô lúc đó tôi yêu được mấy chục em rồi. Tôi nói thẳng là không đợi cô đâu. Vậy nhá, cho nó rõ ràng. Đừng như vậy mà anh. Sau ngày đó, mình lại phải níu kéo một người đối xử tồi với mình như vậy nhỉ? Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh ấy, đã tạo cho mình động lực để có được như ngày hôm nay. Ngồi đây một mình làm cái gì vậy? Bị tự kỷ à? Ủa, cậu từ đâu chui ra vậy? Hỏi làm cái gì? Làm nhân hiện lắm cậu bằng ý. Ờ hay, buồn cười nhỉ? Có mà cậu thì có, ai cho cậu ngồi cạnh tôi? Mà đã là anti fan rồi, thì phải né xa tôi ra mới đúng chứ. Tôi cứ hết ngồi cạnh đấy thì làm sao? Ý kiến gì? Thôi được rồi, nếu cậu không tránh thì tôi tránh. Ai đâu gì kỳ vậy, fan ngồi cạnh mà cũng không cho, chảnh mới ghê chứ. Cậu nói gì cơ? Cậu là fan tôi á? À thì nhầm được chưa, nghĩ gì tôi fan cô vậy, cô bị ảo hả? Đúng là đen đủi khi gặp được người như cậu mà. Chả hiểu mình làm gì cậu ta mà cậu ta lại ghét mình như vậy. Thôi bỏ đi, quan tâm làm cái gì cho mệt. Giờ mình phải tập trung vào phát triển bản thân hơn nữa mới được. Lại cái gì nữa đấy, cậu ta lại mời mình làm cái gì không biết. Cô có muốn biết lý do vì sao tôi ghét cô không? Thì có, nói thử nghe coi. Thì vào trận đi rồi nói. Lại còn thế nữa, lắm chuyện nghe á. Nhanh lên nào. Nói đi xem nào, nãy giờ chờ đợi hơi lâu rồi đấy. Nói cái gì mà nói, được, hay cô hết nói chuyện với tôi lắm đúng không? Ơ hay buồn cười, rõ ràng ở ngoài, nó là vào trong trận nói lý do vì sao ghét tôi cơ mà. Ghét mà cũng cần phải lý do sao, không hết thì ghét thôi. Giỡn mặt đó hả? Thôi thì lần sau thích chơi với tôi thì cứ nói một câu. Cần gì phải lừa người ta như vậy chứ, như thế không đẹp chút nào cả. Gì, cô nghĩ tôi như vậy á? Đúng rồi đấy, làm sao? Đúng là ngoài cái tính trẻ trâu ra, cô mắc bệnh ảo tưởng. Ai, bảo sao người ta ghét. Cậu được lắm, dám nói tôi như vậy. Thì sao, đừng tưởng ai đồ mà tôi không dám nói nhá. Thì cứ nói đi, tôi đây không thèm chấp, ok? Idol bắn gà lại còn bày đặt lý lẽ, tí chết thằng này không có cứu đâu nha, nói cho mà biết. Nói mà không biết ngượng mồm nhỉ? Cậu quên là bữa ai đó solo tôi thua hẳn 7-0 à? Thì chả qua mạng tôi lắc hồi, chứ kỹ năng của tôi hơn cô nhiều. Cái lý do đó xưa lắm rồi, kiếm cái lý do nào nó thuyết phục hơn đi. Idol gì mà kỳ vậy, nói chuyện khinh thường người khác vừa thôi. Có mà cậu khinh thường tôi thì có. Đó, tôi khen hai rồi kìa, sao không khen tôi đi? Có trình không mà phải đòi người khác khen mình vậy? Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, càng nói càng thấy khó chịu. Không nói gì thôi, cứ làm như tôi muốn nói chuyện với cô nó không bằng ấy. Ê, có định sao không nói, bắn gì mà bắn hết của người ta luôn rồi. Ơ kìa, tôi nói mà cô không biết trả lời à. Đúng là làm anti fan của cô là quyết định đúng đắn mà, hay ghét. Ôi giời, game dễ thế nhờ, top 1 luôn rồi. Cô kia không biết mở mầm ra, cảm ơn tôi một câu à. Không có tôi gánh, chưa chắc đã được top 1 đâu. Nói nghe mắc cười thật chứ, ai gánh cơ? Tôi gánh chứ ai gánh.
Vậy thì xem đi, tôi 8 kill, cậu có 5 kill thôi. Vậy ai gánh ai? Giờ mà để ý, idol gì mà nghèo vậy? Thời buổi nào rồi mà vẫn đi dùng MP mưa bích vàng? Dùng MP bích vàng thì sao? Thì phèn chứ sao, giờ phải dùng MP mảng xà level 7 thì mới gọi là đẳng cấp. Nhìn thấy kia chứ không có đâu ha. Nói vậy thì chịu rồi, đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế chứ. Đây, MP mảng xà level 7 đây, vừa lòng cậu chưa? Ủa, vậy sao không dùng khẩu này đi, mà lại dùng khẩu kia? Ờ hay, người ta thích thì người ta dùng thôi. Nói chung là cậu phiền quá rồi đấy, ra chỗ khác mà chơi đi. Chưa bao giờ mình gặp cái người nào mà lắm chuyện như vậy luôn. Đã thế lại là con trai nữa chứ, chịu thua luôn. Ngày mới rồi, mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Giờ phải đi quay video đăng cho mọi người xem mới được. Mà giờ quay cái gì được ta? Thôi thì cứ làm trận độc lan chiến, kiếm mấy pha bắn vào đầu vậy. Bắn cái gì vậy trời? Sao khó lên đầu vậy ta? Kỹ năng ngày càng đi xuống, chán thật. Mỗi ngày mình phải dành một chút thời gian ra luyện tập kỹ năng lại mới được. Hết sọt nha, phải như thế chứ. Ủa, cái tên này quen quen ta, sao giống tên người yêu cũ mình vậy? Ơ, giống thật luôn ạ, sao lại có thể trùng hợp như vậy được nhỉ? Giờ sao ta, nhiều lúc cảm thấy ông trời cứ trêu đùa mình, lạ thật. Thôi được rồi, đã thế mình phải cố gắng bắn thắng mới được. Không biết anh ta có nhận ra mình không nhỉ? Xin nhẹ cái đầu tiếp luôn. Còn nốt trận này là thắng rồi. Mà sao lạ thế nhỉ? Trước kia mình thấy anh ấy bắn cũng hay lắm mà. Vậy là thắng rồi nha. May quá. Anh ấy mời mình, có nên vào không ta? Thôi cứ thử vào xem sao vậy. Ô, người yêu cũ kìa. Chào người yêu cũ nhá. Chào anh. Em dạo này ổn chứ nhỉ? Thì cũng ổn. Anh thấy công việc của em cũng tốt phết nhỉ? Mấy ngày nào là người bình thường, giờ đã trở thành idol về game rồi. Cảm ơn anh nha. Thế em không tò mò về cuộc sống hiện tại của anh hả? Thì... Cuộc sống của anh bây giờ không có gì ngoài tiền cả. Với cả anh... Thôi anh ơi, không cần phải nói ra đâu. Tại em cũng không muốn nghe cho lắm ý. Ok em, đúng là em khác xưa thật. Nếu bây giờ anh đồng ý quay lại với em có đồng ý không? Chắc chắn là không rồi anh. Tại sao vậy? Em không còn yêu anh nữa à? Đúng vậy, em hết tình cảm với anh lâu rồi. Vậy mà trước kia em nói đợi anh, em chả giữ lời hứa gì cả. Ngày đó em còn dại khờ, còn giờ thì khác rồi anh ơi. Đâu có ai mãi mãi như vậy đâu anh. Ghê ta, nay trưởng thành gớm, không trẻ con như ngày trước nữa nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi anh. Nhưng mà Quỳnh ơi, anh vẫn còn tình cảm với em á? Hay là em quay lại với anh đi? Anh đang đùa tôi đấy hả? Anh nói thật mà, anh biết ngày trước anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhá. Gì mà tôi sẽ tha lỗi cho anh? Không bao giờ nhá. Ơ kìa, em đừng như vậy mà. Chỉ cần em quay lại với anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em, có được không em? Thôi anh ơi, nếu anh mời tôi vào đây để nói những lời này thì tôi xin phép nhá. Bye bye anh. Khoan đã, nãy giờ tôi đùa mà, chứ nghĩ gì tôi sẽ quay lại với cô vậy? Tôi là trò đùa của anh đấy hả? Lâu lâu không gặp dẫn xíu cho vui thôi, việc gì mà phải căng thế nhở? Rồi vui chỗ nào hả? Tôi vui là được rồi, cần gì cô phải vui. Hiện tại tôi cũng đang có người yêu rồi. Người yêu tôi tuy không nổi tiếng nhưng cái gì cũng hơn cô. Thì sao? Khoe tôi làm cái gì? Làm như tôi quan tâm lắm không bằng ý. Không quan tâm cũng phải quan tâm. Thôi nào, đi ra đi, tôi sẽ mời người yêu của tôi vào cho cô xem. Thật tội cho cô gái đó, yêu phải một người như anh. Cô nói cái gì vậy? Cô phải nói là em ấy thật may mắn khi yêu được một người như tôi chứ. Chắc từ hồi chia tay tôi tới giờ, phải yêu mấy chục em rồi nhở? Này cô kia, người yêu tôi đang ở đây đấy, cô ăn nói cho cẩn thận vào. Ủa, thế tôi nói không đúng sao? Anh... Chị ấy nói có đúng không vậy? Sao bữa anh nói anh chỉ có một người yêu cũ? Thế giờ em tin ai? Anh là người yêu của em đấy. Thôi được rồi, em tin anh. Mong là anh không lừa dối em như cái thằng người yêu cũ. Ui chết, bấm lộn cho cái tên phất lộc kia vào rồi. Nè, đang có nhiều người ở đây, cậu đừng có mà nói linh tinh đây nhá. Sao lại không được nói? Tôi nói thế nào thì cứ nghe đi. Tốt nhất là cậu nên im lặng cho nhanh. Hay, buồn cười nhé. Thôi nào anh thương, cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Anh nhớ đó nha. Có phải hai niên kia là người yêu cũ của cô đúng không? Đúng rồi, mà cậu hỏi làm cái gì? Không có gì, cô muốn tôi im lặng chứ vậy. Được thôi, tôi sẽ im lặng. Cứ như vậy cho nó yên. Mà cái chị kia là ai vậy anh? Này em quên không hỏi. À, đó là người yêu cũ của anh. Chính cái người mà anh kể cho em nghe đó hả? Ừ, đúng rồi, là cô ta đó. Nè chị kia, trước kia chị bỏ rơi người yêu tôi, bây giờ còn quay lại làm gì? Hối hận rồi à? Gì mà bỏ rơi? Gì mà hối hận?
Nè em, cái gì cũng phải nên nghe từ hai phía nhá. Chị ấy nói vậy là sao anh? Anh nói sai sự thật đúng không? Em lại không tin anh rồi, buồn ghê á. Đừng có đặt điều cho tôi rồi nói xấu tôi như thế chứ người yêu cũ. Ủa khoan đã, chị là Quỳnh FF thật sao? Chị ơi, em hâm mộ chị lâu lắm rồi, em là fan của chị nè. Ủa, vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, này em không để ý cứ tưởng ai, không ngờ lại là chị, vui quá đi mất thôi. Em đang đùa anh đấy à, nó có cái gì đáng để em hâm mộ chứ? Anh thì làm sao mà hiểu được, em theo dõi chị ấy lâu lắm rồi, fan cứng chính hiệu luôn đó. Anh chịu em thật rồi. Chị ơi, thế cái chuyện anh ấy nói chị không phải đúng không? Đúng rồi em, là anh ta bỏ chị. Bữa chị có làm về một bộ phim người yêu cũ, nếu em có xem thì chắc chắn em sẽ hiểu. Em có xem chị ơi. Đó, cái người em yêu hiện tại chính là con người tồi trong phim của chị đó em. Anh, tôi không ngờ anh là con người như vậy. Vậy là bấy lâu nay anh lừa tôi. Em đừng tin cô ta, em phải tin anh chứ. Anh thôi đi, cũng may là có idol của tôi ở đây nên tôi mới biết anh là con người như thế nào. Em phải nghe anh giải thích chứ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh thôi đi, tôi không muốn nghe. Chị Quỳnh ơi, phụ em với, nó bắn em. Hay quá, đúng là idol của em. Em với anh ta yêu nhau lâu chưa? Dạ, được một tuần rồi chị ạ. Cũng may là em chưa yêu anh ta sâu đậm nên vẫn có thể buông bỏ được. Em nói cái gì mà buông bỏ gì đấy? Em tính bỏ anh sao? Đúng vậy, chia tay đi. Mới yêu nhau được có mấy ngày mà đã đòi chia tay rồi, em buồn cười vừa thôi chứ. Chứ tiếp tục yêu anh để tôi làm con mồi của anh sao? Tôi đâu có ngu. Cô kia, tôi hơi bị cay cô rồi đấy. Tại cô mà người yêu tôi nó bỏ tôi luôn rồi. Ơ kìa, sao lại đổ lỗi cho tôi? Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cứ đợi đi, tôi sẽ xử đẹp hai cô luôn. Chị Quỳnh, kết bạn với em được không ạ? Em mê chị lâu lắm rồi. À ok em, đơn giản ý mà. Ui, được kết bạn thật luôn nè, em cảm ơn chị nhiều. Nào, rảnh thì chơi nha em, giờ chị có việc bận rồi. Vâng, em chào chị. Giờ sao ta, không biết anh ta tính làm gì mình nữa. Nhiều lúc thấy mệt mỏi thật. Ủa, anh ta với cậu ấy sao lại ở đây? Anh muốn hâm hại Quỳnh hả? Không dễ như thế đâu. Mày hẹn tao ra đây chỉ để nói vấn đề này thôi hả? Đúng vậy, muốn động vào Quỳnh thì phải bước qua tôi đã. Ủa, sao cậu ấy lại bảo vệ mình? Mình tưởng cậu ta ghét mình lắm cơ mà nhỉ? Mày thì làm được cái gì tao mà oai mồm vậy? Vậy thì anh chưa biết tôi là ai rồi. Tôi là em trai của anh Long, chùm đất Bắc. Thích thì cứ động vào. Gì cơ? Thôi, thôi nãy giờ giỡn ý mà. Em yên tâm, anh không có làm gì Quỳnh đâu. Vậy nhá, anh xin phép về đây. Cũng may là cậu ấy bảo vệ mình nên mình mới được sống yên ổn đến giờ này. À đồ, nay biết mời tôi luôn cơ. Thích chơi với tôi quá đúng không? Mình biết hết sự thật rồi. Có phải cậu đóng giả làm anti-fan mình đúng không? Ủa, sao? Sao cậu biết? Giờ cậu nói đi, mục đích cuối cùng của cậu là gì? Thì mình muốn được làm người yêu cậu. Vậy hả? Nhưng mà mình không có thích cậu. Không thích thì mình theo đuổi, đến khi nào cậu thích mình thì thôi. Kể từ ngày đó, cậu ấy lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ mình mọi thứ. Cho đến một ngày... Quỳnh à, cậu làm người yêu mình nha. Mình đồng ý. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nhá. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp Quỳnh xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để Quỳnh có động lực ra video hay hơn nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.